Hôm nay là ngày thứ năm 23 tây ba cát nghĩa 23 tây tháng 10 khoan. Hôm nay là ngày thứ năm 23 tây tháng 11 2014. Ba cát nghĩa về những cái câu liễn trong nhà, bắt đầu từ cái phía ngoài trước sân nhà bản Đạt Đức Đường. Rồi nói đi. Rồi ba nói đi. Đạt Đức Đường đâu ha. Nhật Noãn Tam Dương. Sắc sắc tầm thương tình tú. Xong chưa? Rồi tiếp. Xung quanh dạng tượng. Hi hi ái thoại nghinh tường. Nghĩa của nó là nghĩa. Dực ngõn tam dương. Sắc sắc cạnh thương tình tú. Xung quanh dạng tượng. Hi hi ái thoại nghinh tường. Rồi ba cắt nghĩa hai câu thơ luôn. Cắt nghĩa, giảng nghĩa đó. Giảng nghĩa ra. Ý gì? Nắng ấm mùa xuân mỗi được tranh nhau cho hương như cho cái đẹp ra tranh nhau mà còn nay mà ánh sáng mùa xuân dạng tượng ánh sáng dạng tượng tất cả đều ái thoại lấy những điều niềm lời thương yêu và những lời tốt. Tiếp đón. Rồi xong. Diễn viên đóng khá lắm không? Xong. Ba cầm không? Rồi ba cầm bây giờ thích rồi. Ở trên này Đạt Đức Đường. Rồi ba ta tiếp đi. Mình bên trái đập bên này trước. Dạ. Nhật Noãn Tam Dương. Những cái mà nắng ấm á. Ngày nắng tâm dương sắc sắc cạnh thương tình tú các nghĩa mà mỗi cái vật gì cũng đua nhau rồi được mà hương như được cái đẹp ra đó là tình tú rồi. Bên đây xuân quang dạng tượng mùa xuân tất cả là sáng sủa hi hi ái thoại nên tường. Rồi bây giờ tới cái tờ ngay chỗ ba ngồi, cái vàng ngay ba ngồi. Số 1 ha. Số 1 vô. Số 0 đi, đây ba đang ghi số 1 đây. Này thiện tối lạc. Rồi ngay chỗ ba ngồi ngó lên đó, rồi. Rồi. Lạc có kiến, nghĩa. Lấy kiến ha, kiến ba. Kiến lại đây. Kiến Đức. Kiến ba đâu.